Alo, vâng, xin giới thiệu đến tất cả quý vị, anh chị và các bác một bộ dàn Victor. Model của bộ này là UXZ11WMD. Đó, bộ dàn này sở hữu cặp loa 3 way các bác nhé. Một bát, một jack và một jack phụ. Và con jack này là jack chính, còn đây là một con jack phụ các bác nhé. Chứ hoàn toàn đây không phải là một loa chung đâu. Đấy, nói luôn các bác là như vậy, vì cái dòng mini này nhiều anh em nghĩ rằng nó là một bát, một chung, một chép, không phải ạ. Nó là con chép và một chép phụ các bác nhá. Đó, con giải chung hoàn toàn là nó hát bằng cái bát này thôi. Đó. Đấy, cụ thể với các bác là như vậy. Đó, bộ này thì bãi về hình thức thì còn tương đối là đẹp, tương đối đẹp thôi các bác nhá, không tuyệt vời. Đó, thì bộ này sẽ bán cho các bác chủ yếu là chơi qua giải mã. Con này có giải mã luôn các bác nhá, chơi qua giải mã optical từ smart TV xuống. Ngoài ra thì nó có thể chơi qua điện thoại máy tính, qua cổng 3.5, qua cổng AUX đó. Và con này bắt tốt, FM 108, bắt rất khỏe các sóng của Đài Việt Nam. Đó là ba tính năng chính mà em muốn bán các bộ này. Đó, thì trước tiên thì em sẽ test cái cổng AUX của nó trước đi. Đây, em sẽ test một cái bài nhạc qua cổng điện thoại, cổng AUX. Em cắm ở phía sau để test cho các bác cảm nhận qua cái chất âm của em nó. Giải mid về chép nó cực kỳ là sáng luôn các bác nhá. Rồi bây giờ sẽ test sang cái cổng optical giải mã từ smart TV xuống. Anh em ấn vào nút AUX trên DVD này, chuyển sang dạng AUX digital nhá. Chưa giải mã. Bát con này rất là chắc luôn. Bây giờ em test sang cái FM. Anh em muốn FM này. Con này full 108 Đài Việt Nam. Vì an ninh tổ quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh. Bây giờ em sẽ quay qua hình thức tổng quan của bộ dàn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hình thức hai loa còn tương đối đẹp, chỉ có các cái xước sát do vận chuyển thôi nhé. Đấy. Còn loa cũng vuông vắn, hơn 28.300 km đường dây, 220 km, chỉ có xước sát kiểu như này do vận chuyển thôi. 167 trạm biến áp.
với tổng dung lượng hơn 105.400 MVA. Đầu máy này có thể chỉnh màu ở nút color này. Trong việc đảm bảo cấp điện an toàn. Các màu khác nhau anh em nhé. Anh em thích màu gì cũng được. Là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện. Hai căng thì con này là có rách anh em nhé. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia xin thông báo. Điều có rách. Nghị định số 14 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về được. An toàn điện đã quy định. Cái căng này anh em về căng lại thì sẽ rất đẹp. Anh em lắp này, anh em thể thấy nó nổi cái nội thất của loa bên trong này. Nhìn rất là sang luôn. Theo cấp điện khác, quy định tại khoản. Em coi vào phía sau nhé. Công suất hai loa con này là 30W một loa. 60-70W hai loa. Chỉ khác là 4 ohm. Đây là vị trí cắm các cái cổng kết nối này, đây là cổng quang optical, đây là cổng analog này. Cổng aux này. Đây là vị trí quạt gió, nếu anh em mở lớn âm thanh thì quạt gió này sẽ quay làm mát cho máy. Đây là vị trí cắm chiếu jack loa. Con âm ly này hỗ trợ giải chỉ cắm từ 4 ohm đến 16 ohm anh em nhé, thoải mái. Công suất âm ly con này em xem là 30W này, công suất âm ly của con này là lên 70W này, cực khỏe luôn. Mini một công suất 70W cực khỏe luôn. Đó. Con này thì nó có cái nhược điểm là cái loa chép hát bình thường hay bình thường, tuy nhiên thì nó bị cấn anh em nhé. Em đang chuyển về nó có bị cấn như này, em quay kỹ anh em xem. Phương tiện giao thông đường bộ với cấp hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất âm cả, nó chỉ bị cấn ở cái viền thôi. 3,5m và cấp điện áp 500 kV. Vẫn chắc chắn, ok, vẫn chơi thoải mái anh em nhé, vẫn rất hay. Khoảng cách an toàn phóng điện. Cho nên sẽ có giá tốt cho các bác với bộ phương tiện công trình đường sắt hoặc đến điểm cao nhất. Bát thì đánh rất là chắc. Con này bình thường em bán giá là 1.600.000, thì hôm nay em giảm giá con này còn 1.450.000. Em xin nhắc lại giá là 1.450.000. Đã bao gồm một đổi nguồn, một dây aux để anh em chơi qua cổng aux. Và ngoài ra nếu anh em mua hàng mà chuyển khoản hết thì bên em sẽ tặng các bác một bộ chân đế kê loa và kê âm ly. Nếu như các bác mua hàng chuyển khoản hết mà không thích bộ chân đế này thì xem đổi sang có cái tặng bao ship cho các bác với giá vẫn là 1.450.000 với bộ này. Đó. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại Zalo của bên em, đó là 0975 575 262. Em xin nhắc lại lần nữa số điện thoại Zalo đó là 0975 575 262. Nếu anh em chơi mà có nhu cầu mua thêm cái dây quang để làm giải mã, làm cái cắm ở cổng giải mã thì em sẽ cung cấp luôn cho anh em cái bộ dây quang với cái giá rất là hợp lý thôi. Anh em cứ inbox trực tiếp vào số Zalo em sẽ báo giá cái bộ dây quang bên em. Cái bộ dây quang thì em bán giá rẻ thị trường khoảng từ 30 đến 40 nghìn đồng một bộ anh em nhé, tùy từng loại. Đó, anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp. Cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.